Ok, xin chào các em. Thì hôm nay thầy sẽ chữa cái đề minh họa của Bộ Giáo dục nha. Đấy, thì thầy sẽ không chỉ chữa đơn thuần cái đề mà thầy sẽ phân tích cho các bạn cái cấu trúc đề và sau đó mở rộng kiến thức đối với mỗi câu nha. Đấy, cái kiến thức gì mà đề hỏi đối với từng câu để từ đó các bạn có hướng ôn tập bổ sung nhé. Hoặc là ôn lại đấy, những cái kiến thức mà mình có thể đã quên nhé. Rồi, ok, bắt đầu hẹn. Đấy, thì cái cấu trúc của cái đề như thế này này. Đấy, nó có sẽ có 5 cái phần chính. Đấy, phần đầu đó là phần ngữ âm. Đấy, ngữ âm này thì các bạn sẽ phải học cái phần phát âm. Đấy, cái phần phát âm. Đấy, phát âm thì nó liên quan tới là phát âm cuối, đấy, phát âm nguyên âm, phát âm phụ âm. Và cái thứ hai đó là cái phần trọng âm. Trọng âm thì cái này bạn sẽ phải biết được là cái trọng âm của từ nó rơi vào cái âm tiết thứ mấy trong từ nhá. Ở đây mình sẽ có 4 câu hỏi cho cái phần ngữ âm. Tiếp theo đó là phần ngữ pháp và từ vựng. Cái ngữ pháp và từ vựng chiếm khá là nhiều cái câu hỏi các bạn nhé. Ở đây có tổng cộng là 11 cộng với 10 là 21 câu hỏi nhé. 21 câu hỏi ở đây. Thì cái phần ngữ pháp chiếm đến 8 câu nha các bạn nhé. Phần ngữ pháp chiếm đến 8 câu. Đấy, thì trong cái phần ngữ pháp và từ vựng nó sẽ có 4 câu vận dụng cao đấy, tức là những cái câu khó, bạn hiểu không nhỉ? Có những câu khó, 4 câu câu khó, vậy thì còn lại các bạn có 21 trừ đi 4 là khoảng 17 16 17 câu đấy, các bạn sẽ có thể làm được nhá. Rồi từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa đấy, tìm lỗi sai đấy, rồi chức năng giao tiếp thì nó giống như là nó đưa cho bạn một cái tình huống giao tiếp thì bạn chọn cái đáp án phù hợp với cái câu mà nó đưa ra trước đó, cái tình huống đưa ra trước đó nhá. Đấy, ở đây thì có sẽ phần giao tiếp này bạn sẽ có một câu nhá, một câu. Rồi đấy, kỹ năng đọc thì sẽ có ba bài đọc, ở đây sẽ có ba bài đọc và có khá là nhiều câu hỏi nhá. Đấy, có 18 câu hỏi tất cả này nhá. Đấy, ở đây sẽ có khoảng 5 câu khá là khó đấy, khiến các bạn đọc khá là mất thời gian, yêu cầu các bạn phải hiểu nội dung của bài đọc nhá. Rồi đấy, thì câu nếu mà các bạn lượng sức nhé, nếu mà cái sức của các bạn ấy không nằm trong cái top mà để đạt điểm 8, điểm 9 hoặc thậm chí điểm 10 thì các bạn có thể bỏ qua những cái câu khó và tốn nhiều thời gian như vậy để tập trung vào làm những câu các bạn có thể làm được đấy, nhanh hơn và được điểm nhé. Đấy, kỹ năng viết thì có những cái câu hỏi liên quan đến việc là viết lại cái câu ấy có cái nghĩa gần nhất với câu đã cho nhé, rồi nối hai câu thành một câu. Đấy, ở đây có 5 câu hỏi nhé và cũng có một câu nâng cao đấy, khiến các bạn phải suy nghĩ nhiều hơn nhé. Đấy, thì tổng cộng ở đây chúng ta có khoảng 10 trên 50 câu khó nhé. Đấy, 10 trên 50 câu khó. Đấy, vận dụng thấp tức là cũng tầm 15 câu đấy, khiến các bạn yêu cầu về sự vận dụng. Còn những câu còn lại thì nói chung là học sinh trung bình và có chú tâm học đấy, theo sát các chương trình trên lớp thì các bạn đều có thể làm được nhé. Bây giờ mình đi vào phần làm bài cụ thể ha. Rồi, thời gian làm bài trong vòng 60 phút các bạn nhé. Đấy, trong vòng 60 phút thôi nhé. Rồi, đấy, có 50 câu hỏi, vậy trung bình chúng ta sẽ có hơn 1 phút trên một câu nhé. Nhưng tất nhiên là phần đọc thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn rồi. Vậy một số cái câu dễ các bạn phải làm nhanh chóng và chính xác để có thể dành cái thời gian cho cái phần khác. Rồi, câu đầu tiên đó là cái câu về ngữ âm và đây chính là phần phát âm nhé, phần phát âm. Đấy, thì cái phần phát âm này có hai câu, một đó là cái âm cuối là âm S này, âm S hoặc âm Z này. Đấy, cái hai đó là cái âm Y ngắn này, đấy, cái âm Y này, đấy, cái âm Y nhé, đây là nguyên âm nhé. Đấy, thì thầy để ở đây một cái link cho các bạn nhé. Đây là cuốn Cẩm nang ấy, phát âm chuẩn Mỹ của thầy. Thì trong đó thì nó nói là chuẩn Mỹ thôi nhưng thực ra nó là theo chuẩn quốc tế. Đấy, nó có 44 âm IPA và rất là nhiều cái tips hay liên quan đến phát âm để các bạn trau dồi nhé. Ở trong đó thì thầy viết rất là nhiều những cái phần tổng hợp lại, ví dụ như là trọng âm từ, rồi những cái lỗi thường mắc sai khi mà các bạn học phát âm. Đấy, thì trong cái buổi giảng này ấy thì thầy sẽ trích ra một phần thôi, còn lại thầy sẽ để cái link ấy ở dưới cái video cho các bạn tải về để bạn tham khảo nhé. Rồi, ok. Đấy, tiếp hen.
Thì đây thầy sẽ ôn lại cho các bạn một số cái cách phát âm. Đấy, thầy sẽ ôn lại cho các bạn một số cái cách phát âm chính nhé. Ở đây đó chính là gì? Phần phát âm của phụ âm nhé. Các bạn nhìn phát âm của phụ âm này nhé. Thì cái cột ở bên tay trái các bạn ấy, đó là unvoiced sounds, là những cái âm mà vô thanh. Vô thanh là khi các bạn phát âm ấy thì cái cổ họng các bạn sẽ không rung nhé. Còn bên này bên phải là voiced sounds, thì khi các bạn phát âm cái cổ họng các bạn sẽ rung. Đấy, các bạn để cái tay ở cổ họng này giống như thầy này. Đấy, sau đó các bạn thì phát âm và quan sát giống thầy nhé. Hai cột này, tại sao thầy chia hai cột? Để khi các bạn thì phát âm ấy, đấy, hai cái khẩu hình miệng khi bạn phát âm cái cột bên trái và cột bên phải nó hoàn toàn giống nhau, nó hoàn toàn giống nhau. Đấy, chỉ khác mỗi cái là một bên họng không rung và một bên họng rung nhá. Đầu tiên đó là âm không rung và bật hơi ra càng hay, càng to càng nổ thì nó càng hay. Ví dụ park, đấy, port kiểu như thế nhá, nó park, đấy, something like that. Rồi bên này gì, b b, đấy, các bạn thấy không, nó rung rồi, khẩu hình miệng giống nhau rồi, b. Đấy, rồi tiếp âm, tiếp là âm bật nhá, âm trên là âm p là âm bật rồi, bây giờ là âm ch, cũng là bật nhá. Đấy, ch, nhưng vô thanh học các bạn không dùng này. Đấy, khi các bạn tra từ điển các bạn gặp những cái âm này, các bạn nhớ lại cái bài giảng của thầy để phát âm cho đúng nhá. Ch, rồi ok, easy khẩu hình miệng như thế. Sang bên này, d d do dad did, phải có độ bật nhá các bạn nhá. Nếu các bạn không có độ bật đấy thì nó không đúng đâu, nó giống như chữ đờ của Việt Nam ấy, quả đu đủ. Nhưng mà thực ra nếu mà người Tây sang đây họ bỏ bán, họ họ bảo là bán cho tôi quả đu đủ, đấy, hiểu không nhỉ? Nó có độ bật đấy thì âm bật nhé, du d d nhá. Âm tiếp này, và g g, đấy, g gì nó rung. Rồi tiếp này, để cái hàm răng bên trên xuống cái môi hàm dưới và thổi hơi ra, đúng rồi, live. Rồi bên này rung. Rồi hai âm này hơi khó này. Đấy, âm th này, các bạn thè cái lưỡi ra ngoài, sau đó các bạn thổi hơi. Thank you, three, thank you nhá. Easy như vậy, nhưng các bạn bắt đầu cắn lưỡi nhưng mà rung họng. Ví dụ these, đấy, these, đấy, hoặc these nhá, that, đấy, nó rung họng nhá. Rồi tiếp cái âm S này, thầy gọi là âm S cười, các bạn chú ý nhé. Khi bạn phát âm bạn chỉ cần cười tươi ra thôi, đúng rồi, đấy nhá. Đấy, còn cái âm S cong này, cái âm này, âm Z này thì các bạn cũng xì cười như thế, nhưng các bạn phải rung họng như thế, đúng rồi. Ok, tiếp âm S cong này, chu cái miệng ạ. She nhá, she. Ok, rồi bên này y xì như thế, các bạn rung họng cho thầy. Đấy, ok, nó không có độ bật nhé. Nhưng âm bên dưới này, cái âm T, đấy, và cái âm S cong này, nó sẽ thành là T. Khi nối vào với nhau sẽ thành là T. Nó vừa có độ bật và vừa thổi vừa bật. Ví dụ watch, đấy, xem TV, watching, hiểu chưa nhỉ? Nhá, còn bên này, 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 bên âm trên chỉ là J. Nhưng mà nếu có chữ D và nó có độ bật này, D, J, nhanh sẽ thành J. Ví dụ education nhá. Đấy thì nó phải có độ bật nhá. Thì khi các bạn tra từ điển các bạn gặp những âm này, các bạn chú ý cho thầy nhá, xong các bạn sẽ thấy nó quen thôi và các bạn hoàn toàn có thể làm được nhá. Rồi một số cái âm phát âm cuối thầy ôn lại cho các bạn, tiện thầy ôn lại cho các bạn luôn nhá. Đấy, phát âm bằng EZ, đấy, EZ thì khi những cái âm nó kết thúc bằng S hoặc là Z hoặc là sh hoặc là ch hoặc là j hoặc là j rồi thì nó không thể thêm S vào nữa, vì hai lần S nó rất là khó. Ví dụ là bosses thì nó rất là buồn cười nhá, vậy nên người ta thêm vào đấy là gì, thêm cái EZ vào đấy thành chiz hoặc ziz. Ví dụ là wash thành washes, rồi change thì nó sẽ thành changes, rồi class thì nó sẽ thành classes, đấy, rồi watch thì nó sẽ thành watches. Thì tất cả những cái mà kết thúc bằng s s c c c c như vậy các bạn thêm ez cho thầy nhé. Rồi tiếp này, những cái âm mà kết thúc là vô thanh, vô thanh thì vừa thầy cho các bạn cái bảng đấy rồi,
đây này, đấy, kết thúc một vô thanh thì khi mà các bạn thêm s vào thì các bạn vẫn kết thúc trừ những âm c, những âm s ra nha. Đấy, những âm khác là th này, p này, k này, ft này, thì lúc này các bạn phát âm thành s cho thầy chỉ có 5 âm này thôi, rất là dễ nhớ nhá. Ví dụ này, unit, đấy thì lúc này rồi thì mình gì nó rất là khó, lúc này mình xì nó dễ hơn, thì cái nguyên tắc phát âm nó sinh ra nó chỉ là làm cho người ta dễ dàng phát âm hơn thôi, dễ dàng giao tiếp và nói hơn thôi. Ví dụ này, unit, đấy, stop, đấy, stops, rồi tiếp topic, đấy, đấy, topics, rồi tiếp love, loves, rồi breast, rồi breast, đấy kiểu như thế nhé. Rồi tất cả cái kiểu như thế thì các bạn nhớ dùng thầy nhé. Tiếp, các trường hợp còn lại thì các bạn phát âm thành Z cho thầy. Ví dụ như là có thể là nguyên âm, có thể là những cái âm mà hữu thanh, các bạn đều phát âm thành Z cho thầy. Ví dụ hug, hugs, rồi play, plays, bag, bags, rồi return, returns, read, reads, đấy kiểu như thế nhé. Sounds kiểu như thế nhá. Vậy thì ok. Đấy thì cái bảng nguyên âm như thế này, đấy, 44 âm. Nếu bạn nào mà chưa biết về cái này ấy thì hãy học đi, bởi vì nó không chỉ tốt cho các bạn, nó không chỉ tốt cho bạn đi thi mấy cái câu kia đâu, mà về lâu về dài ấy nó rất là tốt cho các bạn trong việc học thuộc từ vựng nhá. Đấy, và có thể học thuộc từ vựng và học tiếng Anh về lâu về dài tốt hơn rất là nhiều. Thì các bạn đã biết rằng là gì, mình đi thi ấy không chỉ ngữ pháp mà có rất là nhiều bài từ vựng đúng không? Mà để học từ vựng ấy, nếu mà mình chỉ nhớ mỗi mặt chữ không mà mình không nhớ cái cách phát âm của nó ấy, thì nó rất là nhanh quên. Đấy, cho nên các bạn này, hãy tìm hiểu về cái bảng phiên âm quốc tế ITA và các cái cách tra từ điển. Tất cả đều có trong cái cuốn cẩm nang của thầy, nó mỏng xíu à. Đấy, các bạn download về đọc nhé, mất khoảng mười mấy 20 phút thôi nhé. Rồi ok, vậy thì trong câu này này mình để ý nhé. Đấy, attend, thì the thì nó là âm hữu thanh thì phát âm thành Z, attends đúng không? Rồi appear, cái từ error cuối ấy, nó cũng sẽ phát âm thành z, appears. Rồi cái từ accept thì nó là âm t, vậy thì mình sẽ phát âm thành accepts. Và complain thì mình sẽ thành complains. Đấy, vậy thì đây đáp án khác đó chính là cái từ t accepts đúng không? Vậy thì mình chọn đáp án C ở đây nhá. Tiếp ở đây đó là phần phụ âm rồi, nó rất là dài nhá, rất là dài nhá. Đấy, ví dụ là các bạn thì các bạn phải biết cái cách đọc, và những từ này hoàn toàn đều là những cái từ cực kỳ quen thuộc với các bạn thôi. Ví dụ từ đầu tiên là light, đấy, light, vậy âm i gạch chân ở đây là âm i nhá. Rồi rise, đấy cũng rất là quen thuộc, rise. Rồi tiếp mile, mile nhá. Đấy, âm cuối là gì? Quá quen thuộc với các bạn rồi, món quà này, gift. Đấy, vậy mỗi âm cuối âm đáp án D thì phát âm khác với các âm còn lại. Đấy, vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án D thôi nhé. Ok, thì bổ sung thêm cho các bạn một số cái phát âm của âm cuối về T và D và ED nhé. Tất cả những âm kết thúc bằng T hoặc D thì mình thêm ED, thêm ED thì mình sẽ phát âm mình chật. Ví dụ wanted, đấy, added hoặc decided, very easy, right? Đấy, rồi tiếp các âm mà kết thúc bằng cái bảng vô thanh ở bên tay trái mà thầy cho vừa cho các bạn ấy, thầy sẽ để cái link các bạn download cái slide hôm nay. Đấy, sau khi mà kết thúc thì các bạn có thể download về để môn tập nhá. Đấy, thì cái gì, cái bảng mà thầy cho các bạn là gì, vô thanh đó, thì khi mà các bạn thêm ed vào những cái âm vô thanh đó thì khi kết thúc nó cũng sẽ thành vô thanh, đó chính là âm t, thêm ed nhưng mà đọc là t. Ví dụ hope, đấy thì là hoped. Rồi cough thì thành coughed, coughed. Rồi tiếp fixed thì thành fixed. Rồi laugh thành laughed. Đấy kiểu như thế nhá. Rồi tiếp các cái trường hợp mà còn lại thì chúng ta sẽ phát âm thành d. Ví dụ cry, cried, smile, smiled, play, played, clean, cleaned nhá. Đấy, để ôn lại cho các bạn thì nó khá là dễ ăn điểm thôi, không có gì cả nhé. Rồi tiếp tục hen. Đấy thì tiếp tục nha.
Bởi vì cái phần 1 về phát âm này cũng khá là dễ ăn điểm luôn, các bạn chỉ cần chú ý mấy cái phát âm cuối của AT, Z đồ các thứ là kiểu gì các bạn cũng làm được thôi nhá. Thế tội gì đâu, đâu có mất điểm được những phần này đâu. Ok. Rồi, phần tiếp theo này, đó là phần trọng âm, có hai câu về trọng âm các bạn nhá. Đấy, trọng âm thì ở đây thì thầy sẽ cho các bạn cái một số cái thông tin về 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 cái phần trọng âm như thế này nhá. Đấy, đây ví dụ này, thường cái verb, những cái từ đồng âm này không nói gì, nhưng mà thường cái verb ấy thì cái trọng âm thường nó rơi vào âm tiết thứ hai, ví dụ là present trình bày, còn present đó là hiện tại hoặc là món quà. Đấy, danh từ thì thường nó là trọng âm rơi âm thứ nhất, ví dụ record đấy là thu âm, đấy còn record là cái hồ sơ, đấy, project là lên kế hoạch, project là cái dự án, survey đó là cái động từ khảo sát, còn survey đó là cuộc khảo sát. Subject ấy chịu cái gì đó, phải chịu cái gì đó. Đấy, be subjected chẳng hạn nhé. Nhưng mà khi mà còn nói là gì, subject ấy, nó sẽ là cái môn học của bạn nhé. Đấy, hiểu không nhé? Rồi một số cái gì, cái lưu ý về trọng tâm của tính từ như sau: các từ mà có đuôi là -ic hoặc là -ish hoặc là -shen hoặc là -asen hoặc là -shen hoặc là -ens hoặc là -ens thì thường sẽ nhấn âm trước đó. Ví dụ cái từ giáo dục mà thầy vừa lấy ví dụ cho bạn đấy, education, education, vậy trước cái shun hoặc là economic, academic, thì thường những cái shun thì cái nhấn âm nhấn trước nó cho thầy nhé, nhớ dùng thầy. Ví dụ economic, foolish, expression, education, entrance, dependence. Thấy chưa? Đấy ví dụ nhá. Rồi các cái đuôi mà có đuôi là y ấy, ví dụ như là ci rồi fhi rồi g gi rồi ti ấy, hoặc là âm ize hoặc là ate thì nhấn cách ra một âm nhá. Ví dụ này, democracy, hoặc là technology, hoặc là geography, hoặc là activity, investigate, specialize. Đấy, thì cái âm gì nhớ dùng thầy e, ice và eight thì nhấn cách ra một âm tiết nhé. Còn ignition, ends thì nhấn ngay âm trước đó. Thế nhỉ? Còn các đuôi như âm e, ear, hoặc is, ik, isk, hoặc en, ần nhé, thì nhấn nhấn ngay âm trước đó. Đấy, nhấn ngay âm trước đó. Đấy, ví dụ ấy, nhấn ngay vào âm đó, sorry, nhấn ngay vào âm đó nhá, nhấn ngay vào âm đó. Đấy, ví dụ ấy, attendee, engineer, Japanese, maintain, maintain hoặc unique, picturesque, Đấy, một số ngoại lệ thôi, một số ngoại lệ ví dụ là comedy, coffee hoặc employee. Đấy, ít ngoại lệ nhưng hầu hết là nhấn chính âm đó nhá. Đây một số cái nguyên tắc như thế này, nó sẽ tăng cái cơ hội. Các bạn chỉ cần chú ý một chút thôi, nó sẽ tăng cơ hội cho bạn làm bài thế thôi nhé. Bài này này, cái từ respect, respect, trọng âm rơi âm thứ hai này. Đấy, hiểu không nhỉ? Đấy, còn cái từ marry, trọng âm rơi âm thứ nhất, depend, trọng âm rơi âm thứ hai, predict, trọng âm rơi âm thứ hai. Vậy đây mình sẽ chọn được đáp án B các bạn nhá. Thấy không? Rồi từ này sao? Đấy, fantastic, âm x, nhấn ngay âm trước đó nhá. Đấy, rồi powerful, powerful trọng âm rơi âm đầu tiên nhá. Đấy, rồi sensitive trọng âm rơi âm đầu tiên, personal. Đấy, thường nó sẽ cách ra một âm như thế, personal nhá. Đấy, vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án là gì, đáp án A. Đấy, nhớ powerful, sensitive, personal, nhưng mà đọc là fantastic. Đấy, vậy mình sẽ chọn đáp án A nhá. Và nhớ dùng thầy là gì, hãy tra từ điển thật nhiều nhé, và bấm vào cái loa ấy của nó để mà khi vừa học từ vừa nhớ cái âm thanh của nó luôn, chứ đừng có mà học chay nhé. Rồi sang phần 2, đó là về phần ngữ pháp, về phần trắc nghiệm về ngữ pháp và từ vựng nhé. Nó cũng không khó đâu, câu này dễ không? Đấy, the view is great. À, đây là gì, câu tag question đúng không? Chỉ cần là gì, đổi cái gì, đổi cái khẳng định thành phủ định và ngược lại thế thôi. Đây là hiện tại đơn thì ví dụ là gì, the view thì chia ngôi là it thế thôi. Đấy, isn't it, vậy đáp án A nhé. Đấy, thầy có nguyên một cái cuốn quyển giáo trình thầy tổng hợp những ngữ pháp, thực ra các bạn có khắp nhiều rất là nhiều nơi,
Cái này các bạn có thể tham khảo rất nhiều nơi, nhưng mà thầy hệ thống nó lại kèm với một loạt các cái bài giảng bằng video đó, thì nếu mà các bạn cần thì các bạn comment để cái email ở bên dưới, có gì thầy sẽ gửi cho bạn nhé. Đấy, ok, vậy đây mình ngay lập tức mình chọn A được, dễ mà đúng không? Rồi tiếp câu 6 này, Mark hopes, à rồi, vậy ở đây thì các bạn học cho thầy hopes to do something và một số cách dùng khác của hope này. Đấy, ví dụ này, hope for something, hope to do something thì thầy vừa nói rồi đúng không? Hy vọng để làm cái gì đó, tức là chỉ cái mục đích, hiểu không nhở? Đấy, hy vọng để làm cái gì đó nhé, hope to do something, to intend to do something, nếu mà có thể. Ví dụ we are hoping to address all these issues. Đấy, chúng tôi đang hy vọng rằng có thể giải quyết được toàn bộ những vấn đề này nhé. Address là giải quyết nhé. Còn ngoài ra cách dùng khác của hope là hope for something, hy vọng một cái điều gì đó. Ví dụ we are hoping for good weather on Sunday. Chúng tôi đang mong đợi, hy vọng cái thời tiết tốt vào chủ nhật. Vậy thì hope for mới cộng danh từ. Đấy, còn ở đây mình bỏ đằng sau là gì? Đằng sau là gì? À, nó có một a small part, đó là danh từ rồi nhưng nó không có từ for. Đấy, không có từ for. Hiểu không nhờ? Để mình chọn. Vậy ở đây đáp án đúng chính là đáp án A, to get, to get something nhé. Rồi, ngoài ra hope that thì các bạn có thể là gì? Cộng với cả chủ ngữ và động từ nhé, một cái mách đẻ đằng sau nhé. Vậy đây mình chọn A, thế thôi nhé. Hãy học cái cách dùng này cho thầy. Tiếp, câu này câu điều kiện quá dễ rồi. Would, câu điều kiện loại mấy? Loại 2 nhé. Vế là gì? Would be, would cộng với động từ nguyên thể. Vậy vế kia là gì? À, vì kia chủ chính là gì, à còn to be nữa, vậy chỉ có một thằng thôi, đó là thằng were, là vấn đề nhé. Đấy, câu điều kiện thôi. Đấy, rất là dễ. Có mấy loại câu điều kiện nhỉ? À, các bạn còn nhớ câu điều kiện không? Rồi, ok, thầy sẽ ôn lại cho các bạn câu điều kiện một chút nhé. Đấy, thì sau một cái bài giảng, có xíu một cái bài giảng, một cái bài chữa như này thôi, bạn ôn lại rất nhiều kiến thức nhé. Đấy, thì có 5 loại câu điều kiện tất cả, thầy sẽ ôn lại cho các bạn. Đầu tiên là câu điều kiện loại không. Đấy, công thức là gì? Đấy, if này, đấy, hiện tại đơn, if hiện tại đơn không có will nhé. Đấy, khi mà diễn tả những cái chân lý quy luật, khi bạn thấy những cái định nghĩa ở trong sách đồ các thứ ấy, thì hầu hết đó là câu điều kiện loại không ấy. Đấy, hiểu chưa nhỉ? Ví dụ như là nếu một đường thẳng cắt một đường thẳng song song một đường khác thì nó sẽ cắt đường thẳng còn lại, kiểu như thế nhé. Rồi, ví dụ như nước là gì? Nếu mà nước đóng băng thì nó sẽ gì, giãn ra. Đấy, hiểu không nhỉ? Đấy, rồi tiếp câu điều kiện loại 1 thì vế if đó là hiện tại đơn, còn vế kết quả đó là gì, à có will nhớ, hoặc là can hoặc là may cộng với verb nguyên thể, chỉ những sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai các bạn nhé. Ví dụ như là if it is sunny, nếu mà trời nắng, I will go fishing, thì tôi sẽ đi câu cá, thế thôi, hoàn toàn có thể xảy ra nhớ. Câu điều kiện loại 2 đó là câu giả định, những cái gì đó không thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai được, hoặc rất rất khó để xảy ra được hay ở trong tương lai. À, ví dụ là if I were you, tôi không thể là bạn được rồi, vậy cái giả định này nó trái ngược với hiện tại và tương lai, hiểu chưa nhỉ? Đấy, thì mình dùng câu điều kiện loại 2 nhé. If I were you, I would go abroad, nếu tôi là bạn thì tôi đã đi nước ngoài rồi nhé. Câu điều kiện loại 3 thì đưa ra những cái giả thuyết, những cái giả định trái ngược với kết quả ở trong quá khứ các bạn nhé. Đấy, thì thường nó hay đi với những cái câu dịch của tiếng Việt như là giá mà, giá như, giá kẻ, bởi vì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, mình đang đi giả định nó ngược lại với kết quả trong quá khứ. Đấy, thì mình dùng câu điều kiện loại 3, thì cái vế if của nó là mình dùng had cộng với verb 3 nhé, đây chính là quá khứ hoàn thành. Còn cái vế kết quả giả định ấy, ngược lại đấy, thì mình dùng would, could hoặc là might cộng với have verb 3 nhé. Ví dụ này, if I hadn't been absent yesterday, nếu mà tôi không vắng mặt ngày hôm qua, I would have met him, thì tôi đã có thể là gặp anh ta rồi. Nhớ việc này thì chắc chắn là tôi đã vắng mặt ngày hôm qua rồi, vì giả định ngược lại trong quá khứ mà, và kết quả cũng ngược lại luôn là gì, tôi có thể gặp anh ta được, thì thực chất là mình đâu có gặp anh ta đâu. Hoặc là gì, giả mà tối hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp anh ta rồi. Đấy, nếu như tối hôm qua tôi không vắng mặt, tôi đã gặp anh ta rồi. Đấy, các bạn hiểu chưa nhỉ? Nhưng mà nó chưa hết đâu nhá, câu điều kiện loại hỗn hợp nữa cơ. Đấy, khi nào thì mình dùng câu điều kiện loại hỗn hợp? Đấy, khi mình muốn diễn đạt một cái điều gì đó ấy, đấy, một cái tình huống giả định ấy, nó trái ngược với quá khứ, nhưng mà cái kết quả thì nó cũng không trái ngược với quá khứ, mà nó trái ngược với kết quả hiện tại cơ, thì mình dùng cái vế if của câu điều kiện loại 3 và mình dùng cái kết quả của câu điều kiện loại 2. Lúc này mình kết hợp lại hai cái đó thì mình ra câu điều kiện loại hỗn hợp nhé. Ví dụ này, if you had not spent too much yesterday,
Nếu mà bạn không tiêu quá nhiều vào ngày hôm qua thì cái giả định này trái ngược với cái xảy ra ở trong quá khứ, đúng không? Đấy, nhưng mà kết quả trái ngược với hiện tại này. You would not be broke now. Đấy, thì bạn đã không bị hết tiền bây giờ. Đấy, bây giờ trái ngược với hiện tại. Vậy mình sẽ dùng là gì? À, câu điều kiện hỗn hợp trong tình huống này các bạn nhé. Vậy thầy vừa ôn lại nhanh cho các bạn cái năm loại câu điều kiện rồi đấy nhé. Rồi, à, đảo ngữ nữa cũng hay thi nhé, đảo ngữ nữa cũng hay thi. Thì công thức của đảo ngữ thầy để ở trong slide như thế này đấy, có gì các bạn đào về để các bạn ôn tập nhé. Đảo ngữ cũng rất là dễ thôi nhé, thầy để rất là nhiều ví dụ ở đây rồi, không khó nhé. Rồi, câu này mình chọn D thế thôi nhé. Rồi câu 8 nhá. Câu này thì mình ví dụ này, since này, has improved, đó là câu ở thì hiện tại hoàn thành, since tại một cái mốc thời gian nào đó nhé, từ cái thời điểm nào đó ở trong quá khứ. Vậy ở đây thì sau cái since này thì mình sẽ chọn cái gì? Giả sử mình ráp các đáp án vào, sau đó mình loại trừ nhé. Cái việc mà dùng hiện tại hoàn thành thì cái việc này xảy ra tại một cái thời điểm trong quá khứ rồi. Đáp án A, một cái động từ hiện tại đơn, nó hoàn toàn sai các bạn nhé. Đấy, rồi câu C là gì? Has started, thì tại cái mốc thời điểm mà lại nói là has started thì nó không cụ thể. Đấy, mốc thời điểm thì nó không xác định nhé. Has started, hai cái CD đều đều sai, chỉ có đáp án B là đúng thôi. Started từ cái thời điểm mà anh ta bắt đầu tập thể dục thường xuyên hơn, đúng không nhở? Đấy, thì đây là mình dùng là đáp án B là đúng đất các bạn nhé. Tiếp câu 9 này. Rồi câu này phải dịch thôi, câu này là liên từ đúng không nhé. Đấy, parents shouldn't use physical punishment. Phụ huynh học sinh thì phụ huynh thì không nên sử dụng các cái hình phạt về kiểu như physical thuộc về cơ thể đó, đấy, về thể chất đó. Đấy, it negatively influences children's development, nó ảnh hưởng tiêu cực đấy đến cái sự phát triển của trẻ nhỏ. Đấy, thì because of ở đây mình sẽ dùng là gì? Because of ở đây mình sẽ dùng với cụm danh từ hoặc là verb in. Although mình sẽ dùng với mệnh đề. Although mình sẽ dùng với mệnh đề và nó mang nghĩa trái ngược. Because thì mang nghĩa hệ quả, cũng dùng với mệnh đề. Inspired of thì mình dùng với verb in hoặc là cụm danh từ. Đấy, nhưng mà nó sẽ mang nghĩa là gì? À, mặc dù. Đấy, mặc dù nhá. Đấy, nhưng mà nó dùng là gì với verb in hoặc là cụm danh từ cơ. Ở đây mình có là it influence, là một mệnh đề cơ mà. Đấy, vậy ở đây chỉ có đáp án B là đáp án đúng nhất, các bạn hiểu không nhỉ? Ngoài ra thì mở rộng cho các bạn một số cái liên từ khác để bạn học thêm nhé. As long as, đấy, hoặc so long as thì cộng với mệnh đề, mang nghĩa là miễn là, despite cộng verb in nhỉ? Đấy, hoặc inspired nhé. As if hoặc as though, cộng với mệnh đề, mang nghĩa là như thể. Though hoặc even though thì bạn biết rồi, mặc dù, đấy, cộng mệnh đề. However, nevertheless. Tuy nhiên thì nó thường nó đứng ở đầu câu và nó nối, nó là tương phản lại cái câu ở phía trước. Therefore mang cũng ở đầu câu nhưng nó mang nghĩa hệ quả. Đấy, vì vậy nhá. Vậy đây các bạn chọn cho thầy. Sorry. Thầy vừa nói nhầm nhá, các bạn phải chọn đáp án C ở đây nhá. Đấy, đáp án C bởi vì đấy, phụ huynh không nên sử dụng các hình phạt đấy về làm hại cơ thể bởi vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ nhỏ, chứ không phải mặc tù nhé. Nhầm đó, nhầm, sorry nhé. Đấy, đáp án C nhé các bạn nhé. Đấy, rất là vô lý khi mà chọn B ở đúng không nhá. Rồi tiếp câu 10. Đấy, câu 10 này. Rồi, we will send you an email of confirmation. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái email xác nhận. Rồi, ráp vào để loại trừ nhé. Câu 3 này. Sau khi chúng tôi had met, hết mét ở trong quá khứ mà đây là chúng tôi sẽ gửi, thì điều này nó rất là lệch về thì, sai. Câu B để before, before trước khi mà we met chúng tôi đã ấy, đưa ra quyết định cuối cùng cũng là quá khứ, sai. Trong khi chúng tôi đang đã đang quyết định cũng sai, câu C nhé. Rồi câu D này, as soon as là ngay sau khi chúng tôi có cái quyết định cuối cùng của mình ấy thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn ấy. Vậy ở đây thì các bạn sẽ chọn đáp án D là đáp án đúng nhé, không nhỉ nhá. Đấy, ngoài ra thì sao, sẽ có một số cái câu khó khiến các bạn bị phân vân, thì bạn gì thấy nó khó thì có thể là không dừng lại quá lâu câu đó nhá. Tiếp câu 12. Đấy, Tommy is on the way to his friend's birthday party. Tommy thì đang trên đường đến bữa tiệc sinh nhật của bạn anh ấy.
nhá. Đấy, carrying a gift thì ở đây chính là rút gọn chủ ngữ ở cái câu thứ hai. Đây là một câu hợp này, rút gọn chủ ngữ ở cái vế đằng sau này, là anh ta đang mang theo một cái hộp quà, hiểu không nhở? Tommy đang mang theo cái hộp quà. Rồi vậy ở đây thì cái chủ ngữ chia chính là cái từ carrying này này nhá. Đấy, mình sẽ không phải tìm cái chủ ngữ chia ở cái chỗ trống này nữa. Thế nên ở đây mình sẽ loại cái đáp án A đi, hiểu không nhở? Đấy, đây chính là câu mệnh đề có hệ rút gọn nhá. Vậy một cái hộp cái gì đó ở trong cái giấy gói đầy màu sắc, vậy nó sẽ được gói ở trong cái giấy gói đầy màu sắc, nó phải ở dạng bị động. Câu B này, having what, ở đây là gì? Having what, đó chính là dạng chủ động các bạn nhé, nó không có be hoặc be gì cả, sai đó nhé. Đấy, loại này. Đấy, câu D là wrapping là dạng chủ động, sai tiếp nhé. Vậy đây chỉ có đáp án C đó vẫn đúng thôi, được gói rất là đẹp đẽ ở trong cái giấy màu nhé, trong cái giấy màu. Đấy, hiểu chưa nhỉ? Đấy, vậy đây các bạn sẽ chọn đáp án C cho thầy nhé. Đấy, thì ở đây nó có cái mệnh đề và mệnh đề có thể rút gọn. Đấy, thầy sẽ ôn tập cho bạn cái phần này nhé. Có hai loại mệnh đề thôi, đó là câu mệnh đề xác định và câu mệnh đề không xác định. Đấy, đừng có nhớ nhiều nhé, defining clause và undefining clause nhé. Đấy, cái này thầy sẽ undefining kiểu chỗ này. Ok, rồi ví dụ này, I like the boy who is your class monitor. Tại sao để nói xác định? Bởi vì ví dụ I like the boy, đấy, tôi thích cái cậu 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 ta, tôi thích cái cậu đó. Đấy, dừng lại tại đó thì không ai hiểu gì hết. Đấy, hiểu chưa nhở? Mặc dù the boy là một danh từ xác định nhưng mà không ai hiểu gì với thông tin của cái the boy cả. Đấy, người ta cũng không hình dung ra, người nghe không hình dung ra bạn đang đề cập đến ai. Vậy thì nó sinh ra cái mệnh đề quan hệ xác định để nó xác định cho cái danh từ đứng trước cái đại từ quan hệ xác định đó. Vậy thì cái đại từ quan hệ này nó chính là cái từ nối giữa mệnh đề chính và mệnh đề quan hệ. Đấy, ở đây mệnh đề chính là I like the boy và mệnh đề quan hệ là who is your class monitor. Thì đây chính là câu mệnh đề quan hệ xác định. Khi mình bỏ cái mệnh đề của cái câu mệnh đề xác định đi thì cái câu nó không đầy đủ mặt ý nghĩa nhé. Ví dụ I like the girl who is standing over there, tôi thích cái cô gái mà đang đứng ở đằng kia kìa. Đấy, tự nhiên mình nói là I like the girl, không ai hiểu gì hết nhé. Rồi mệnh đề quan hệ không xác định, đó là cái mệnh đề quan hệ mà nó chỉ bổ sung ý nghĩa cho cái câu thôi, nếu bỏ đi nó không ảnh hưởng gì mặt ý nghĩa cả, và hoàn toàn nó cũng chẳng cần xác định cái danh từ đứng trước nó. Ví dụ này, I come from Ho Chi Minh City, which is the largest city in Vietnam. Đấy, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ok rồi đúng không? Bây giờ mình thêm thông tin là gì? À, đây là cái thành phố lớn nhất Việt Nam. Đấy, bỏ đi chẳng sao cả nhé. Nhớ rằng này, sau cái từ which mà cái câu một mà thầy làm ví dụ này, nó là động từ to be is. Vậy từ which này nó chính là chủ ngữ. Nhưng mà ở câu thứ hai này, I come from Nghệ An, where Ho Chi Minh was born. Vậy Hồ Chí Minh là chủ ngữ. Đấy, was born. Đấy, vậy ở đây các bạn sẽ phải chú ý cho thầy nhé, nó có hai cái khái niệm, đó là gì? Đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ. Thì thằng trạng từ quan hệ ngoài where ra nó còn có when và why. When thì chỉ cái thời gian, còn why thì chỉ lý do. Ví dụ this is the reason why, xong rồi đằng sau của mệnh đề đó là chủ ngữ và động từ. Đấy, nhưng mà cái thằng which hoặc là thằng that hoặc là thằng who thì nó có thể làm chủ ngữ. Đấy, vì nó là đại từ, đại từ có thể làm chủ ngữ, bạn hiểu không nhỉ? Nhá, để chú ý dùng thầy. Thì chi tiết hơn thì các bạn gì hãy xem cái bài giảng của thầy nhá. Rồi mình học thêm một cái nữa, đó là mệnh đề quan hệ rút gọn. Thì các bạn nhớ cho thầy hai cái loại rút gọn phổ biến nhất, đó là rút gọn dạng chủ động và rút gọn dạng bị động. Thì khi rút gọn dạng chủ động ấy, bất kỳ dù nó ở thời thì nào thì khi rút gọn đều mang dạng verb, và đối với dạng bị động thì đều là verb 3. Đấy, thế thôi nhá. Ví dụ này, I like the girl standing over there, nó chính là dạng rút gọn của cái I like the girl who is standing over there, hiểu không nhỉ? Vậy thì trong câu các bạn phải phân biệt cho thầy hai cái động từ, một là động từ chính đó là từ like, và cái động từ của mệnh đề quan hệ rút gọn đó là standing, hiểu không nhỉ? Rồi ví dụ cái về rút gọn bị động nhé, I love all types of cakes, tôi thích tất cả các loại bánh that are made by my mom, đấy là bị động đúng không? Đấy, vậy thì mình chỉ cần lược bỏ cái đại từ và cái to be đi thôi. I love all types of cake made by my mom, đi ra cái dạng rút gọn của nó, hiểu không nhở? Đấy, vậy mình nhìn lên trên cái câu này này, carrying a gift box nicely wrapped in a colorful paper. Đấy, bạn nhìn thấy bây giờ thấy cái mệnh đề quan hệ nó rất là rõ ràng chưa nhá. Rồi, ok.
Tiếp. Rồi câu này sao? Câu này là từ loại nhé. Đây là từ loại, mình thấy câu A là động từ này, câu B là danh từ này, câu C là tính từ này, decision là quyết đoán này, câu D đó là trạng từ. Vậy thì to sau to là to verb nguyên thể, to do something. Vậy đây mình ngay lập tức mình chọn câu A. Đấy, câu từ loại là câu rất là dễ làm các bạn nhé. Rồi. Rồi, một số cái khác để nói về câu mục đích như sau thì dạy các bạn luôn nha. Ok, câu tiếp theo này là một câu về kiểu như phrasal verbs, cụm mà những từ mà đi cùng với nhau ấy, động từ đi với dưới từ để thành một cụm ấy. Đấy, nó có nghĩa khác nhau. Thì đây mình phải biết thì mình mới chọn được. He's disappointed at not winning the competition. Anh ta rất là thất vọng bởi vì không chiến thắng cuộc thi. Nhưng mà anh ấy sẽ như thế nào nó? Đấy, với nó. A à, này, cái này các bạn phải học cho thầy nhé. Take over giống như là giống ai đó. Ví dụ như I take after my mother the most. Tôi giống mẹ tôi nhất. Đấy, get over là vượt qua. Đấy, look after là chăm nom. Go over là xem xét một điều gì đó. Ví dụ go over như kiểu mình xem cái điều đó, mình kiểm tra cái gì đó nhá. Đấy, thì ở đây đáp án đúng chính là đáp án B khi bạn dịch nhá. Anh ấy sẽ sớm vượt qua điều đó thôi. Thế cái sự thất vọng ấy nhá. Vậy mình chọn B nhá. Rồi, câu 15. Câu này dễ quá nhá. Câu này câu này các bạn sẽ biết thôi. Đó là cũng là một cái collocation, một cái phrasal verb này đi cùng với nhau này. Các bạn sẽ chọn ở đây là make effort. Make effort mang nghĩa là nỗ lực nhá. Đấy. Đấy, ngoài ra người ta có thể make an effort hoặc là make an attempt cũng được nhá. Đây là make every effort. Hiểu nhờ? Has made, đây là hiện tại hoàn thành. Thế thôi. Đấy, chính phủ đã rất là nỗ lực đấy, bằng mọi cái biện pháp đấy, để mà có thể ngăn chặn cái sự lan rộng của dịch Covid-19 nhé. Mình chọn đáp án B. Ok, câu 16 này. Câu này thì dịch nhé các bạn nhé. Nghĩa của các từ này các bạn phải biết nhé. Thì mới chọn được. Rồi, making chicken soup, đó là nấu súp gà thì không khó. It's just a matter. Đó chính là chỉ là cái vấn đề mà chúng ta sẽ theo cái gì đó. Làm theo, following the. Rồi ở đây này, ingredients là nguyên liệu, thành phần, design là thiết kế, spices là những cái gia vị, recipe, cái này đọc là recipe, có nghĩa là công thức. Vậy đây các bạn sẽ chọn được là làm theo công thức nhá. Đấy, chọn D. Rồi tiếp câu 17 nhá. Câu 17 lại là một câu dịch nữa. Đấy, đây toàn là từ khác nhau, đây là phần từ vựng khá khó nhá các bạn nhé. Nếu các bạn không làm được thì đừng có mất quá nhiều thời gian nhá. Đấy, nhưng ở đây mình có suy đoán được không? Suy đoán được không? Nếu mà bạn suy đoán được thì tốt nhé. Bạn biết từ remain mang nghĩa là gì không? Remain mang nghĩa là gì? À, còn lại đúng không? Cái gì đó còn lại, động từ đúng không? Remainder chính là danh từ của nó. Vậy thì mình thử dịch xem nhé. Sau khi cái sự phục hồi rất là kỳ diệu. Đấy, từ cái stroke giống như là cái cơn đột quỵ ấy, the man, người đàn ông đã dành cái gì đó của cuộc đời ông ta đi du lịch, traveling and doing charity work và làm từ thiện. Vậy dành cái cuộc đời, phần đời còn lại đúng không? Vậy đây mình chọn đáp án A là đúng nhá. Đấy, abundance mà nghĩa là phong phú, dồi dào. Đấy, legacy mà nghĩa là di sản. Excess là sự thừa, sự quá, thặng dư gì đó đều không phù hợp nhá. Ở đây mình chọn A. Rồi tiếp câu 18 này. Câu 18 này lại một câu từ vựng rất là khó nhá. Đây là một idiom nhá. Đấy, mặc dù đã chuẩn bị rất là cẩn thận nhưng mà ấy, the whole surprise party, cái bữa tiệc ngạc nhiên ấy, toàn bộ bữa tiệc đó was a chấm 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 accident. Đấy, đấy thì ở đây đó là một cái idiom, là một cái cụm khó các bạn nhé. Đấy, các bạn học cho thầy là chapter accidents mang nghĩa là một loạt các sự kiện không may xảy ra ngoài ý muốn, hiểu chưa nhỉ? Đấy, mặc dù chuẩn bị rất là cẩn thận nhưng mà toàn những chuyện không đâu xảy ra thôi. Thì mình chọn đáp án C ở đây nhá. Đấy, volume ở đây là giống như là khối lượng đấy, không hợp lý nhá. Còn verse ở đây giống bài thơ, chẳng giả sử các bạn không biết thì nói chung câu này là khó rồi, page thì cũng không đúng rồi. Đấy, câu này phải biết thôi. Đấy, nhìn thì hầu hết là ghép vào thì cũng chapter giống như từng chương, đấy, từng cái phần một nối tiếp nhau, có vẻ may ra thì đoán được. Đấy, nhưng mà cái này phải biết thôi, phải biết đây là một câu khó, thầy đồng ý nhá. Rồi tiếp ha. Đây, đến câu 19, 20, đó là tìm cái nghĩa gần nhất nhé. Nghĩa gần nhất, closest. Đấy, cái câu tiếp theo đó là opposite, đó là đối nghĩa.
cái này các bạn phải tìm cái nghĩa cùng nghĩa nhé. Đấy, rồi mình phải dịch cái câu đó mình mới biết câu từ nào đồng nghĩa nhé. Laura handle the vase with great care. Cô, khi mà mình handle something tức là mình xử lý hoặc làm cái việc gì đó. Đấy, đấy, tức là làm cái vase là cái lọ ấy, với cái great care, với cái sự cẩn thận. Đấy, for fear of breaking it, bởi vì là gì, rất là sợ nó bị vỡ, hiểu không nhở? Strength ở đây nó mang nghĩa là sức mạnh, comfort ở đây là sự thoải mái, success là sự thành công, attention ở đây là sự chú ý. Vậy ở đây mình thấy cái từ chú ý đáp án D là cái từ mà gần nghĩa nhất. Câu này cô ấy làm cái việc này với cái sự chú ý rất là lớn để cho đỡ bị vỡ, thế thôi nhé, chọn D. Rồi tiếp câu 20 này. It is considered wise. Đấy, nó được cho là thông minh, thông thái hoặc là khôn ngoan khi mà keep silent, khi chúng ta giữ im lặng. Đấy, when one is angry, khi một người tức giận, bởi vì because saying anything there may make matters worse, bởi vì có nói điều gì chăng nữa thì cũng có thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn nhé. Vậy đây wise đây là thông minh. Rồi generous, đáp án A là sensible, mang nghĩa là sensible, mang nghĩa là lý trí, hoặc là mang nghĩa là như kiểu là sao ra, giống như là cái sensible này nó hơi khó dịch, như kiểu ý là có ý, có như kiểu có ý thức rồi, có cái sự chủ động, như kiểu cái sự chín chắn trưởng thành kiểu như thế, sensible nhé. Cái suy nghĩ là có trước có sau thì người ta cũng gọi là sensible, gọi là hợp lý ấy, kiểu như thế nhé. Đấy, generous mang nghĩa là hào phóng, modest ở đây mang nghĩa là khiêm tốn, careless ở đây mang nghĩa là bất cẩn. Về đây bạn chọn là Vada là phù hợp nghĩa nhất đúng không? Đấy, cô e nhé. Rồi tiếp câu 21 này, opposite, đối nghĩa nhé các bạn nhé, đối nghĩa nhé, đọc kỹ nhé, kiểu sai đó. Đấy, when George was promoted to the position of marketing director, khi ông George này được bổ nhiệm đến cái vị trí giám đốc marketing thì he had shoulder, anh này anh phải gánh vác nhiều hơn cái responsibility, gánh vác nhiều hơn đấy đúng không? Receive gần gần rồi, nhận đấy, prevent là chặn chặn ngăn chặn cái gì đó lại, thì nó không hẳn là gì, là đối nghĩa hoàn toàn. Avoid ở đây là tránh nhé, avoid responsibility là tránh hoặc là như kiểu chối đi cái trách nhiệm này. Đấy, carry ở đây mang nghĩa là carry, mang thêm cái trách nhiệm, carry cũng mang nghĩa là mang vác cái gì đó nhé. Vậy đây cái từ mà trái nghĩa nhất đó chính là đáp án C đó, hiểu không nhỉ? Nhá, đáp án C nha. Rồi tiếp đây cũng là một câu trái nghĩa này. Đấy, the useless bitter defeat in the match. Cái defeat là cái sự thất bại cay đắng đấy, của cái vận động viên ở trong cái trận đấu. Đấy, dealt a blow to his hopes. Đấy, tức là cái gì đó, cái tác động gì đó. Cái này cái cụm này hơi khó nhé. Thay cả cái cụm này bằng một từ bên dưới đối nghĩa nhé. Đấy, làm cái gì đó, các bạn thử đoán nghĩa, làm cái gì đó đối với cái niềm hy vọng của anh ta. Defending his title, defend ở đây là bảo vệ nhé, defend mang nghĩa là bảo vệ nhé. Đấy, his title là cái danh hiệu nhé, at the championship, cái danh hiệu trong của cái trận đấu này, của cái giải này nhé. Vậy đây là gì? Có thể là mình blow mang nghĩa là mình nhìn thấy, từ blow mang nghĩa là gì, thổi cái gì đó đi đúng không? Thổi cái gì đó đi, tức là làm hỏng, làm phá đi, làm mất đi đúng không, cái niềm, cái sự hy vọng mà bảo vệ cái danh hiệu đúng không? Vậy thì cái từ trái nghĩa với cái từ này là như nào, mình thử xem. Destroy mang nghĩa là phá hủy thì cũng gần gần nghĩa rồi. Raise his hope là đó, là nuôi cái sự hy vọng, nuôi hy vọng kiểu như thế. Vậy câu B có vẻ trái đấy. Express là thể hiện, không trái. Weaken ở đây mang nghĩa là làm yếu đi, cũng kiểu như là destroy kiểu như thế. Vậy đây trái nghĩa nhất chính là đáp án B các bạn nhé. Đấy, cho cái B nhé. Và đây bạn học thêm một cái cụm từ cho thầy, đó là dual blow. Dual blow mang nghĩa là gì? To harm hoặc to upset hoặc to shock, tức là làm buồn ai đó nhé, làm hại, làm giảm, làm tác động xấu đến ai đó nhé. Đấy, vậy đây mình raise his hope là trái nghĩa nhất, mình chọn đáp án B nhé. Rồi tiếp câu 23 này. Câu này thì mình là chức năng giao tiếp thôi nhé. Đấy, chức năng giao tiếp. Đấy, mình xem nhé. David này, is talking to Lucy about her painting, đang nói với Lucy về cái bức tranh của ta. What a beautiful painting. Đấy, một bức tranh thật là đẹp. Đây câu cảm nhé. Lucy này, no problem, no problem, không vấn đề.
không vấn đề thì nó không phù hợp để trả lời cho kiểu như là giúp đỡ cái gì đó hoặc như nào đó nhờ vả thì nói như vậy nhé. It's on the wall, trả lời câu hỏi where, nó ở đâu đấy, nó ở trên tường. I'm glad you like it, tôi rất vui vì bạn thích điều này, thích nó. Như welcome thì giống như câu A, vậy đây chọn câu C là đúng nhá. Đấy, tôi rất vui vì bạn thích nó. What a beautiful painting, I'm glad you like it nhé. Rồi câu này thì sao? Peter and Dan are talking about environmental protection. Đang nói chuyện về Peter và Dan thì đang nói chuyện về cái sự bảo vệ môi trường. Peter, we should limit the use of plastic bags. Chúng ta nên hạn chế sử dụng cái túi, túi bóng, túi lông ấy nhé. Dan này, we can use paper bags instead. Chúng ta có thể sử dụng túi túi giấy thay thế nhé. I completely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. Câu B là it's not true, nó không đúng. Xong rồi chúng ta có thể sử dụng giấy. Chú ý cái ý đằng sau của Dan nhé. I don't quite agree. Tôi không đồng ý lắm. You're wrong. Xong rồi we can use paper bags instead. Vậy đây hoàn toàn các bạn có thể chọn câu A là hợp lý nhất. Hiểu chưa nhỉ? Nhé. Đấy dễ thôi. Rồi xong bài đọc này, bài đọc nhá. Thì hai bài đọc đầu tiên khá dễ các bạn nhé. Các bạn cứ đọc lần lượt thôi. Đấy, cái bài đọc thứ ba thì nó dài hơn một chút, nó hơi mất thời gian và hơi mất sức hơn một chút nhé. Đấy, thầy sẽ chữa nhanh nhé, thầy sẽ tăng tốc một chút nhé. Đấy, phần trước thì thầy mở rộng các bạn khá là nhiều kiến thức rồi, phần này thiên về đọc hiểu thôi. Các bạn phải trau dồi từ vựng và nhớ học từ vựng thì hãy tra cái phiên âm phát âm của nó, ngoài ra có thể tra hình ảnh. Thì trong cái cuốn cẩm nang của thầy thầy có 5 bước để mà học từ vựng á, tra từ vựng á, các bạn cố gắng các bạn đọc cái đó và áp dụng nhé, nó rất là hiệu quả. Rồi, ecotourism, đó là du lịch sinh thái. Đấy, chủ đề nhé, mình phải đọc chủ đề để mình hiểu cái bài nói về cái gì. Rồi, primary aim to ecotourism is to educate the traveler and bring him or her closer to nature. Cái mục đích chính của du lịch sinh thái đó là để giáo dục những cái người đi du lịch và mang cô ta hoặc anh ta gần hơn và được tới thiên nhiên. Participants, những người mà tham gia ấy, are given the chance, được trao cơ hội to visit parts of the world, để mà thăm những cái gì, những cái phần của thế giới, những cái địa điểm trên thế giới chấm 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 are untouched by human interventions. Đấy, đây are untouched, không động tới, không được động vào, hiểu nhỉ? Vậy ở đây are ở đây mình chú ý mình đọc cái phần trên nhanh hơn nhưng dừng lại phần này lâu hơn để mà mình làm. Ở đây chính là to be. Vậy đây mình thiếu một cái chủ ngữ. Và chủ ngữ này ấy, nó chính là cái đại từ quan hệ mà thay thế cho cái phần past of the world. Hiểu không nhỉ? Past of the world. Past of the world ở đây nó là vật. Vậy mình không thể chọn A được. Đấy, và đây cũng không thể chọn when được. When là đại từ quan hệ. Vừa thầy mới dạy ở phần trên rồi đúng không? Why cũng là đại từ quan hệ. Vậy rất dễ dàng chúng ta chọn được đáp án là B ở đây. Hiểu không nhỉ? Nhá. Rồi tiếp này. Đấy, câu 26 hả? Chấm 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 này. Bởi cái sự tác động con người to engage in conservation work để mà bắt đầu tham gia vào cái công cuộc bảo tồn and various other kinds of environmental projects và những cái dự án về môi trường khác. This is a benefit by gaining appreciation of nature's habitats. Câu này thì hơi khó nhé, các bạn phải dịch và phải hiểu được ngữ cảnh, câu này hơi khó một chút. Những cái người khách đó thì được lợi từ cái việc là kiếm được gain, là kiếm được cái appreciation, là cái sự trân trọng đấy, đối với những cái môi trường sinh thái đấy, tự nhiên. And un chấm 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 gain được cái gì đấy, gain event là cái sự phiêu lưu, hay là intent là cái mục đích, assess là cái sự tiếp cận, gain cái insight đó là cái suy nghĩ hoặc là những cái gọi là cái sự sâu sắc đấy, sự hiểu biết về cái gì đó đấy. Thì bây giờ là an insight là đáp án đúng các bạn nhé. Into the impact of human beings on environment, tức là họ sẽ gain được cái appreciation of nature và cái insight cái sự gọi là hiểu hơn về cái tác động của con người đối với môi trường nhé. Đấy, những cái khác thì điền vào đều không đúng, tend into và intend và assess into đều không hợp lý, hiểu không nhỉ? Hãy gain insight nhé, có cái nhìn nhận cái sự hiểu biết sâu sắc về sự ảnh hưởng của con người tới môi trường. Hãy vậy đây mình chọn đáp án D nhé. Tiếp câu 27 này nhé. Local communities, những cái gì, những cái cộng đồng ở địa phương
Đấy, những cái kiểu gain, những cái gọi là những cái cấp cấp xã đâu gì đó, cấp địa phương gì đó, thì gain financially thì sẽ được lợi về mặt tài chính, but also in in cái gì đấy, chấm 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 ways or other way hay là another hay every hay one, thì đáp án B, C, D thì chúng ta phải cộng với danh từ đếm được số ít, n mà đúng không, every every và h cộng số ít các bạn nhé, one cũng thế. Vậy đây chỉ có những cách khác, thì ở đây đáp án A đáp án đúng, hiểu chưa nhỉ, nhớ khá là dễ đúng không nhé. Rồi ở đây chúng ta không cần đọc nhiều nữa, chúng ta có thể sang đoạn mới nhé, chấm chấm chấm, à vậy vẫn phải đọc câu trên rồi nhé. Đấy, nó có sự cái gì, restore in order to attract more visitor, not, bởi vì không những cái monuments but other buildings as well such as bridges, windmills, cối xay gió gì đó, cầu sẽ được bảo tồn. Đấy, in order to attract, để mà thu hút thêm những vị khách, chấm chấm chấm. Tuy nhiên, therefore, vì vậy, however, tuy nhiên, ấy, mặc dù nhé, although là mặc dù, more và hơn thế nữa, ấy, mình chỉ xem cái gì, cái gì là phù hợp nhất nhé. There are also disadvantages of this type of tourism. Bên trên nói về lợi ích, bên dưới là gì? Nói về cái disadvantages. Vậy nó sẽ tương phản với phía bên trên. Và cái tương phản này ấy, nó là hai cái ý khác nhau, nó không trùng cùng trong một câu, nên mình không thể chọn A được. Đấy, hiểu nhỉ? Nó cũng không phải là hệ quả, không thể therefore, không thể chọn B được. Nó không phải hên thế nữa để nó thêm thông tin cho đoạn trước, mà nó tương phản đoạn trước. Vậy đây mình chọn C, hiểu không nhỉ? Đấy, chọn C nhá. Rồi, tiếp câu 29 này. Đấy. There have been cases in which tourism has been allowed to develop with no control on limits. Đấy. As a result, đấy, có những cái trường hợp mà ở đó ấy, cái du lịch ấy đã cho phép phát triển và với không không có cái sự kiểm soát giới hạn gì cả, nên hệ quả là chấm chấm chấm, cultures, những cái văn hóa ấy đã bị ảnh hưởng hoặc là bị đe dọa bởi những cái phong cách sống từ bên ngoài, từ nước ngoài. Đấy, vậy nước ngoài này trái nghĩa với cả nước ngoài đó là cái chỗ mà bản địa đúng không, primary ở đây là chính. Đấy, peculiar là gì, peculiar đây là những cái gì đó đặc biệt, riêng hoặc kỳ lạ. Đấy, indigenous đây mang nghĩa là thuộc về bản địa, exotic mang nghĩa là ngoại lai, bên ngoài. Thì vậy ở đây dịch hợp lý nhất ở đây các bạn chọn đáp án là gì, C cho này nhé. Thế hệ quả là những cái văn hóa bản địa đấy bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi những cái foreign lifestyles nhé. Rồi tiếp đoạn này thì sao, đấy, đây là một cái đoạn khá là dài, bắt đầu cái số lượng chữ nó nhiều hơn rồi nhé. Đấy, bắt đầu số lượng nhiều chữ hơn rồi nhé. Đấy, chúng ta thử đọc xem nào, nó nói về nội dung gì. Đấy, parents complain that it is difficult to live with teenagers. Em nói về teen đúng không? Đấy, ba mẹ thì rất là phàn nàn ấy rằng nó khó có thể sống chung với những cái bọn trẻ được, cái bọn bọn trẻ bọn teen ấy nhá, cái bọn vị thành niên ấy nhá. Then again, teenagers says exactly the same thing about their parents. Và sau đó thì sao? Cái hội vị thành niên này thì cái hội dạy thì này thì nó cũng nói một cái điều tương tự nhá. According to a recent survey, theo những cái nghiên cứu gần đây, một cái nghiên cứu gần đây, the most common arguments between parents and teenagers are those regarding to untidiness and household chores. Những cái tranh cãi rất là thông thường, cái common đấy, giữa cha mẹ và cái hội dạy thì này, đó là những thứ liên quan đến cái sự không gọn gàng, untidiness, và những cái công việc nhà, những cái công việc vặt trong nhà, household chores nhé. On the other hand, đấy, on the other hand, mặt khác thì parents go mad, phát điên lên nhé, phát điên lên over untidy rooms, bởi vì những cái phòng không có gọn gàng, clothes drop, on the floor, quần áo vứt đầy ra sàn, and their children's refusal to help with the housework, và cái sự từ chối, refuse từ chối nhé, giúp đỡ đối với công việc ở nhà, công việc nhà. Ok, vậy thì cái gì đó thì best search as a title of passage, cái này nói về cái gì, teen issues phải không, vấn đề của teen,
hay là family rules, những cái luật, những cái nguyên tắc trong gia đình, hay parents advice, lời khuyên của các bậc cha mẹ, hay là parents anger, hay sự giận dữ của bậc cha mẹ. Ở đây chúng ta có thể đoán ra đáp án A chắc đúng rồi nhé. Nhưng mà mình cứ để mình đọc thêm thì sao nhớ, đọc tiếp mình làm câu 31 trước nhé. Go mad là phát điên lên các bạn nhé. Get bored ở đây là gì? Phát chán. Feel sad là buồn. Remain calm là giữ được bình tĩnh. Become angry, phát trở nên tức giận. Vậy đây gần nghĩa chính là câu D nhé. Câu D, ok không nhỉ? Rồi tiếp này. Parents complaining. Rồi bây giờ thì which is not mentioned in paragraph 1 as a cause of agreements between teenagers. Cái gì không được nhắc tới ở trong đoạn 1? Đó là cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân gần dẫn tới cái sự tranh cãi giữa người giữa cái hội dậy thì và ba mẹ. Drop set clothes on floor có luôn nhá. Rồi go shopping a lot, câu B như không thấy này. Refuse to do housework có luôn nhá. Refusal to help kìa. Teenagers do not tidy their rooms có luôn nhá. Vậy đây đáp án B là không có, không nhắc đến, dễ dàng chọn được nhá. Tại sao nhá? Rồi tiếp đây. Câu 33 nhé. Theo đoạn 2, bắt đầu đoạn 2. The survey conducted bởi cái trường đại học kia show that chỉ ra rằng rất nhiều phụ huynh thì have different approaches, có nhiều cái phương thức cách khác nhau đối với cái vấn đề này, cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, some approaches are much more successful than others. Một vài thì thành công hơn những cái khác. Ví dụ là sao? Những cái phụ huynh who yell at their teens, những người mà la, mắng cái bọn dậy thì for the untidiness, bởi cái sự không gọn gàng của chúng. But later clear up after them, nhưng mà sau đó la xong rồi tự mình đi dọn. Have fewer chances, sẽ có ít cơ hội hơn of changing their teen behaviors, cái cơ hội để mà thay đổi cái cách ứng xử, cái cách làm của cái hội dậy thì nhé. On the contrary, nhưng mà trái lại, those who let teenagers experience the consequences of their actions are more successful. Để cho cái tụi dậy thì này experience, let somebody do something. Experience ở đây là động từ nhé, trải nghiệm chứ không phải là kinh nghiệm nhé. Trải nghiệm cái sự, cái hệ quả, consequences của những cái hành động của chúng thì thành công hơn, kệ sát chúng nó nhé. For instance, thế thấy đề đại học có cái ý nghĩa giáo dục khá là hay đúng không? Các bạn gọn gàng hay các bạn thì bày bừa ấy. Ví dụ thì when teenagers who don't help their parents with the shopping, nếu không giúp đi chợ thì sao? Don't find their favorite food in the fridge, sẽ không tìm thấy thức ăn ưa thích trong tủ lạnh. They are forced to reconsider their actions, nên họ bị buộc phải nghĩ lại thế đối với cái hành động không đi chợ cùng của chúng nhé. Vậy thì theo cái đoạn hai này thì parents have better chance of changing their children by shouting at them. Shout at them ở đây chính là bằng yell at them nhớ. Vậy câu E là sai đó. Rồi cooking the favorite food, đó là chiều chúng nó đúng không, sai đấy. Doing the housework chores for them, dọn nhà làm cái việc nhà cho chúng, không, sai tiếp nhé. Letting them experience the bad results, bằng với cái câu mà thầy bối xanh bên trên đó, of their actions nhé, rất là hợp nghĩa đấy. Các bạn đọc thì thấy tìm cái câu đồng nghĩa đó, bạn hiểu đó là cái câu gì, cái câu mà mình cần tìm, cần scan, mà cần tìm thấy và cần hiểu nhé. Nhưng ngoài ra các bạn vẫn phải đọc hiểu nội dung chính của đoạn nhé. Rồi câu B là đáp án đúng. Tiếp hen. Rồi từ đây nó nghĩa là gì? Mình đọc hen câu 1 xong là mình đoạn chọn được đáp án 34 luôn. Psychologists, những nhà tâm lý, say that, nói rằng the most important thing in parent-teen relationship is communication. Đấy, cái điều quan trọng nhất đối với cái mối quan hệ giữa teen và bố mẹ đó chính là sự giao tiếp. Parents, bậc cha mẹ should talk to their teens, nên nói chuyện với bọn teen. But at the same time, nhưng mà đồng thời they should listen to, họ cũng phải lắng nghe what their children have to say, những gì mà những đứa trẻ đó, con cái của họ muốn nói. Vậy đây đây chính là bà mẹ, thì mình chọn đáp án A thế thôi nhé. Rồi vậy câu cuối này thử chọn luôn đáp án A thôi nhé, vấn đề của tin nhé, chứ câu B nguyên tắc gia đình đâu thấy đâu, lời khuyên của bố mẹ đâu thấy đâu nhé, sự giận dữ thì càng sai, ok không nhỉ? Vậy cũng không khó lắm để mà làm cái bài đọc này đúng không các bạn nhỉ? Rồi
Đoạn tiếp theo thì bắt đầu khó rồi đấy, và nhiều chữ hơn nhá, bắt đầu khó và nhiều chữ hơn. Rồi từ tâm này mang nghĩa là gì nhá, tâm này mang nghĩa là gì, mình nhìn thấy từ tâm mình đọc luôn từ tâm được không, đọc luôn cái câu câu tâm được không, nếu mà không muốn hiểu cả đoạn này. Rồi, prospective earth scientists students could be as a rock hand handed to them looks like. A prospective ở đây là bằng với potential, những cái học sinh dịch ngược nhé, học sinh về khoa học trái đất tiềm năng, thì có thể được hỏi what a rock, what a rock tức là cái cục đá ấy, được đưa cho họ, handed được đưa chứ mình đề mới giúp gọi cho họ looks like trông như thế nào. Meanwhile, trong khi đó thì những cái chemistry candidates, những cái học sinh mà sẽ học khóa ấy, sẽ được hỏi để mà tính calculate how many different molecules, phân tử gì đó chẳng biết nhá, không biết từ đó luôn đi, kệ nhá. Can be made from six carbon items, có thể tạo ra được từ 6 cái nguyên tử carbon, items là cái nguyên tử carbon. And 12 nguyên tử hydrogen oxy. Rồi đấy, kiểu là gì? Những cái câu hỏi khác nhau để mà hỏi cái tụi học sinh ấy. À đây là cái Oxford University, nó thì nó có những cái interview question để nhìn câu 1 này để mà khảo sát, để mà hỏi, để mà tuyển sinh nhé, kiểu thế thôi nhá. Vậy đây thì cái từ dumb này là gì? Dumb này chính là prospective earth science student, thì các bạn chọn được cái câu rất là đơn giản đó, mình nhìn thấy cái từ prospective này, mình nhìn thấy prospective earth student, mình chọn nó đáp án A này, thấy giống không nhá. Nếu mà không hiểu được vấn đề đi thì các bạn cũng gì cũng tìm những cái thông tin tương tự, các bạn vẫn làm được nhé, lượt tờ mờ vẫn làm được nhé. Những cái khác thì hơi khó, cái từ tâm này là chính là gì, cái câu 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 trước nhé, ok không nhỉ. Rồi đấy, tiếp này, câu này nhé. Why has Oxford University publicized its sample interview question and related advice? Tại sao cái trường đại học Oxford nó xuất bản, tức là công bố, nó cho phép xem những cái mẫu câu hỏi phỏng vấn và những cái lời khuyên liên quan, hiểu không nhỉ? Đấy, lời khuyên liên quan, mình đọc câu trên một tí này. Release sample interview question bao gồm cái rocks look like and how you listen to music to help student who want to study at a top institution, để mà giúp đỡ những cái học sinh mà muốn học tại cái trường top này. Đấy, thì những cái list of question đó thì có rất là nhiều, đây người ta lấy ra một vài cái mở kép ví dụ này này. Đấy. Can historians not find out about the past? Những người lịch sử, những cái sử gia không thể tìm thấy đấy, điều gì trong quá khứ. Rồi religions, religions are value whether or not there is a god. Thì ảnh hưởng cái sự gọi là tôn giáo ấy. Đấy, thì có phụ thuộc vào cái việc có hay không của Chúa kiểu như thế. Chẳng những đại loại là những cái câu hỏi là làm xoáy làm khó thôi. How can you estimate the mass of the atmosphere? Làm sao để đo khối lượng của không khí? Rồi kiểu như thế nhé. Rồi vậy thì mục đích để làm gì? Đấy, vậy thì mục đích ở đây là in efforts to make the interview process more transparent, để thì trong cái nỗ lực để làm cho cái quá trình đấy phỏng vấn nó rõ ràng hơn, transparent nhé. The prestigious university, thì những cái trường đại học đấy danh giá thì nó release advice, nó đã có những cái lời khuyên on how to answer sample question just a day after deadline for applicants, chỉ một ngày trước cái ngày cuối cùng hạn chót đấy, đóng nhé. Rồi vậy thì câu A này, to prepare students for unfamiliar question in the job interview, có phải job interview không, loại không phải câu hỏi phỏng vấn xin việc nhé. Familiarize potential applicants with their interview process. Có vẻ hợp lý rồi, có từ process này nhé. Đấy, để giúp cho những cái potential, những cái người ứng viên tiềm năng có thể quen với cái quá trình phỏng vấn, hiểu chưa nhỉ? Đấy, để mà test public reaction, kiểm tra cái phản ứng của công chúng. Reduce confusion among most of their current student. Current student, những học sinh hiện tại, tức là họ đã vào học rồi. Đấy, vậy câu D để giảm cái sự gọi là mơ màng, mơ hồ, đấy, hoặc khó hiểu giữa của những cái học sinh mà đang học rồi. Vậy thì sai rồi. Ở đây mình chọn câu B nhé. Sau khi đọc được như vậy, hiểu chưa nhỉ? Nhé. Rồi tiếp về từ reciting mà nghĩa là gì?
nhé. Đọc cái câu đó thử xem nào. Đọc cái câu: No matter what kind of educational background or opportunities you have had, không quan trọng là cái quá trình giáo dục của bạn từ xưa ấy, và những cái cơ hội mà bạn đã có. The interview should be an opportunity to present your interest and ability. Cái cuộc phỏng vấn là một cái cơ hội để cho bạn có thể trình diện đấy, cái hoặc cái mối quan tâm hoặc cái khả năng của bạn, interest và cái ability của bạn đấy, in your chosen subject, trong cái môn học mà bạn đã lựa chọn để học theo học nhé. Seen, bởi vì they are not just about, bởi vì nó không phải chỉ reciting what you already know, để mà nói lại những cái gì mà bạn đã biết, đúng không nhỉ? Đấy, vậy câu trên là gì? Học thêm này. She want to underscore what every question asked by our tutors has a purpose, and that purpose is to assess how students think about their subject and respond to new information and or unfamiliar ideas. Cô ấy cũng muốn kiểm tra học sinh muốn nghĩ cái gì ấy, đấy, đối với cái môn học của họ và cái cách mà họ phản ứng với những cái thông tin mới hoặc những cái ideas mà họ không quen, đấy, họ unfamiliar with nhá. Vậy cái từ này không đơn giản đấy. It's not just about reciting. Cái từ cite là để trích dẫn cái lời nhé. Vậy recite đây là nói lại cái lời mà bạn đã biết rồi, em nhỉ? Vậy là we assess ở đây là mang nghĩa là đánh giá. We release, realize đây là nhận ra. Revise ở đây mang nghĩa là cụ đề, mang nghĩa là ôn lại hoặc là sửa lại. Vậy đây repeating mang nghĩa là nhắc lại thì nó là đúng nhất các bạn nhé. Mình chọn câu A. Tiếp này. Rồi theo cái cô Laura Trubic, thực ra các bạn gì, bạn đọc cái câu hỏi trước và bạn tìm cái thông tin ở cái đoạn tương ứng bên trên. Thường thì cái thứ tự nó sẽ theo thứ tự thôi. Đề đại học của các bạn thường nó sẽ theo thứ tự thôi. Các bạn cứ làm, nhưng mà nếu mà thấy có là nhiều chữ quá, dài quá, lượng sức nhé. Đấy, nếu mà trình độ của bạn không đang ở cái mức này thì các bạn có thể lượng sức đấy, bỏ qua những cái câu khó. Nó có đâu đó 10 câu khó các bạn vẫn được 8 điểm cơ mà nhé. Nhưng mà nếu như giả sử các bạn ở trình độ cao thì bạn cũng ưu tiên làm những cái câu dễ trước nhé, những cái câu về sau còn dễ hơn đó nhé. Sau đó còn thời gian quay lại làm những cái câu khó và mất nhiều sức như thế này nhé. Rồi theo cái câu này thì the question about candidates' ways of listening to music is an intended to. Có cái mục đích để làm cái gì, có cái ý định để làm cái gì. Những cái câu hỏi về cách mà nghe nhạc ấy, thế thì có cái mục đích để làm cái gì. Rồi để church đánh giá cái khả năng của học sinh react để mà phản ứng lại đối với những cái tình huống không quen thuộc, hay là set a context, tạo ra một cái hoàn cảnh for more abstract discussion, để có những cái sự thảo luận nó trừu tượng hơn on music related topics, về những cái chủ đề mà liên quan tới âm nhạc. Rồi encourage candidate to elaborate on their individual preferences. Đó là giúp cho, khuyến khích học sinh đấy, những cái thí sinh có thể là, ở đây các bạn hãy hiểu là cái từ này mang nghĩa là chuẩn bị về những cái sở thích riêng, hãy chuẩn bị những cái preference, là những cái ưu tiên riêng, cá nhân riêng nhá, khuyến khích. Rồi measure their understanding, tức là đo tức là ước lượng cái khả năng, cái sự hiểu how technology affects entertainment choices. Đấy, công nghệ ảnh hưởng tới cái những cái lựa chọn giải trí. Ừ, có liên quan không ta? Ừ, tự đọc nhé. Lauren from College Catherine College explain why a music candidate. Đấy, giải thích là một cái thí sinh, tức là xin vào cái trường Oxford ấy, hay hoặc cái trường này ấy, thì có thể might be asked, có thể bị hỏi to explain, để mà giải thích cái different ways they listen to music, các cái cách khác nhau mà họ nghe nhạc. Rồi the question allows students to use their own musical experiences, sẽ cho phép những học sinh này sử dụng những cái trải nghiệm về âm nhạc as a starting point, chỉ giống như cái điểm khởi đầu, for a broader, để có cái broader and more abstract discussion, để có cái sự thảo luận rộng hơn và more abstract và trừu tượng hơn about the different ways people consume music, cái cách mà người ta nghe nhạc. Vậy đây mình sẽ thấy cái từ abstract là cái từ khóa này. Đấy, và more abstract là cái từ khóa này, cái discussion là từ khóa này. Mình hoàn rất là dễ dàng chọn ra văn B nhé. Rồi.
những cái câu khác nó đều không hợp lý nhé. Tiếp theo, to clear mà nghĩa là gì? Candidates who successfully clear the first hurdle with their written application. À, ý đây các bạn hiểu không nhỉ? Tức là có thể loại bỏ hoặc là có thể vượt qua cái chướng ngại đầu tiên đấy, với cái đơn mà viết tay của họ ấy, tức là cái đơn, cái vòng gửi xe, cái vòng CV ấy. Nếu mà ai đó vượt qua phòng CV, will be invited to an interview, sau đó sẽ được mời đến cái phòng phỏng vấn nhé. We know there are still a misunderstanding about the Oxford interviews. Đấy, sẽ có rất là nhiều cái sự hiểu sai về cái cuộc phỏng vấn của trường Oxford. Nên so we put as much information as possible out there. Nên chúng tôi đã cho rất là nhiều cái thông tin ngoài kia to allow students to see the reality of the process, để cho học sinh có thể nhìn thấy cái sự thật về cái quá trình. Added Dr. Khan, à, tiến sĩ Khan. Rồi vậy từ clear ở đây là vượt qua vòng đầu tiên đúng không? Pass, thế thôi, đáp án E nhé. Bạn hoàn toàn có thể đoán được. Face là đối mặt, give là cho, skip là bỏ qua, nhảy kiểu như thế. Đấy, à, skip rope là nhảy dây ấy. Mình nhảy, ví dụ skip lesson là bỏ học ấy. Skip school bỏ học nhé. Để chọn đáp án A thôi. Ok. Rồi. What's up? The following truth about according to the passage. And nói này, Dr. Khan advise candidates to pause, focus more on showing their general knowledge at the interview. Đúng không nhỉ? Khuyên học sinh là gì? Tập trung nhiều hơn vào cái việc là show cái kiến thức chung của họ trong cuộc phỏng vấn. Có không? Rồi, Oxford University finds to use the same set of questions to all candidates. À, cái trường Đại học Oxford thì lên kế hoạch để sử dụng cái bộ câu hỏi giống nhau cho tất cả thí sinh, và có thông tin nào như vậy không? Hay là Oxford University only releases a sample interview question for Earth, Science and Music? Càng vô lý nhé. Trường Đại học Oxford chỉ cho những cái sample, những cái mẫu câu hỏi phỏng vấn cho những cái học sinh học về khoa học trái đất, Earth Science và âm nhạc thôi. No, Khan understands how the notion of attending the Oxford interview may affect prospective candidates. Ông Khan này ông biết, ông hiểu rằng là gì? Cái ý tưởng, cái ý niệm về tham gia một cái, tức cái mong muốn ý, cái mong muốn tham gia một cái cuộc phỏng vấn của trường Đại học Oxford này thì có thể ảnh hưởng tới những cái thí sinh tiềm năng, đúng không? Đấy, đúng rồi, ông ấy nghĩ thế mà có thể ảnh hưởng. Thế là ông ấy sẽ gì? Ông ấy tin rằng là gì? Để cho nhiều cái thông tin để họ hiểu hơn, để hiểu đúng hơn về quá trình đó, để đỡ họ đỡ bị hiểu sai. Đấy, nó có thể họ có thể bị hiểu sai nhá. Vậy câu D này câu đúng này. Đấy, hiểu chưa nhỉ? Rồi tiếp này. Cái gì? Which question is a history candidate least likely to be asked in Oxford interview? Một cái thí sinh mà học lịch sử ấy thì có nguy cơ bị hỏi thấp nhất đấy ở trong cuộc phỏng vấn là gì? How can one define revolution? Cách để mà định nghĩa cái sự gọi là revolution, cái nền văn minh. Rồi, what would a historian find nền văn minh, nhân loại, sự phát triển của nhân loại? Câu A có thể hỏi mà đúng không nhá? Historian thì chắc chắn bị hỏi rồi. Find interesting about the place where you live. Name of some pop idols. Ôi, pop idol liên quan đến âm nhạc rồi. Câu C là sai rồi này. We show the person in the past. In the past là trong lịch sử đó. Nếu mà bạn would like to interview, hay mà bạn muốn để phỏng vấn, thì cái này là thuộc về lịch sử rồi. Vậy câu C không liên quan nhất về âm nhạc mà. Mình chọn C, hiểu chưa nhỉ? Nhá. Rồi câu này này, câu title of the article này, Oxford University lowering standards in times of change. Ôi, đây không nói về mỗi Oxford đúng không? Hạ thấp cái tiêu chuẩn đúng không? Đấy, về cái thời gian thay đổi gì đó. History of Oxford, lịch sử Oxford interviewing scheme. À, scheme là cái chiến thuật này, kế hoạch nhá. Phỏng vấn pháo, không phải rồi. Oxford University interview question. Would you pass the test? À, trường những câu hỏi của trường đại học Oxford. Đấy. À, bạn có thể qua được cái cuộc thi này không nhá? À, có vẻ đúng này nhá. The Oxford Guide to Success in Job Interview. Đây không phải job interview nhá, đây là xin học chứ không phải xin việc. Đấy, vậy lịch sử không có này, rồi hạ thấp tiêu chuẩn không có này. Câu C là hợp lý nhất, gần nghĩa nhất này. Đấy, mình chọn câu C ở đây nhá.
Đấy, bạn có thể vượt qua bài thi không nhé. Rồi tiếp câu 43 nha. Đấy, câu 43 thì đây là câu về answer indicate underlying part that needs correction. Need correction là câu mà cần sửa, tức là những cái đáp án sai mà cần sửa. Đấy, vậy thì cái này các bạn phải rất là chú ý nhìn vào thôi. Đấy, nhận diện được thôi, cái này nó là tổng hợp, nó là tổng hợp ngữ pháp vì nó có thể sai bất cứ cái phần nào. Maths were one of his favorite subjects, một trong những môn học ưa thích của anh Tài when he was at primary school. Thì ở đây bạn thấy câu BCD không có gì sai đúng không? Câu A bạn sẽ phân vân, nhưng mà câu A chắc chắn là cũng sai rồi nếu bạn biết cái kiến thức này. Đấy, thì ở đây là gì? Tất cả những môn học mà có S đó thì bản thân nó có S nhưng mà nó là số ít nhé. Ví dụ Maths, môn toán, Physics, đấy, Politics, Economics, Linguistics hoặc là Gymnastics. Đấy, thì các bạn chú ý dùm thầy nhé. Đấy, những cái này đều chia số ít hết. Vậy thì nó phải chia là words chứ không phải là word. Đúng không nhỉ? Đấy, vậy câu A là sai. Rồi tiếp câu 44 này. Daisy enjoys going shopping, chuẩn, playing sports and hanging out with friends in her free time. Đang là enjoy going the playing, xong tự nhiên không dùng là hanging, xong lại dùng là to hang. Đây là cấu trúc không song song vì bạn sẽ thấy câu C ở đây là sai này nhá. Rồi it was inconsiderable. Considerable, considerable mà nghĩa là đáng kể. Vậy inconsiderable mà nghĩa là không đáng kể, nó thật không đáng kể of him, not to call home, không gọi về nhà, and let his parents know he wouldn't come back until next day, để mà cho bố mẹ anh ta biết rằng là anh ta có thể không về nhà tới ngày tiếp theo. Tự nhiên là không đáng kể, nó rất là không đúng. Câu A là sai về nghĩa các bạn nhé. Đấy, ở đây các bạn học cho thầy cái từ considerable mà nghĩa là đáng kể, còn considerate mà nghĩa là thận trọng, chu đáo hoặc là biết suy nghĩ. Vậy đây nó phải inconsiderate mới là đúng. Vậy câu A đáp án sai, hiểu không nhỉ? Nhá. Đấy. Đấy, thấy chưa? Thế nhiều khi là mình cũng không cần làm cái bài đọc dài quá, mình có thể xuống mình làm cái câu dưới này, mình ăn thêm điểm này nhá. Rồi. Câu tiếp theo nha. Mark the letter A, B, C, or D on your sheet to indicate a sentence that is closest meaning. Rồi tìm cái câu gần nghĩa nhất, tôi viết lại câu nhé, gần nghĩa nhất. Joe is more hardworking than his brother. Joe thì chăm chỉ hơn anh trai. Câu A này, Joe is not as hardworking as his brother. Joe thì không chăm bằng anh trai, ngược nghĩa. Joe's brother is not as hardworking as he is. Anh Joe brother thì không chăm chỉ bằng Joe. Đấy, câu B là đúng này. Joe's brother, anh trai không chăm bằng anh ấy, chuẩn. Câu C này, Joe is less hardworking, sai rồi. Đang là gì? More hardworking, sai rồi. Joe's brother is more hardworking, sai rồi. Joe chứ không phải Joe brother. Vậy nên mình chọn đáp án B thôi nhé. Rồi câu 47 này, you had better stay at home during this time. Bạn nên ở nhà trong thời gian này. He said to Lan, anh ấy nói cho Lan. Rồi vậy đây là giống như là kiểu một lời khuyên đúng không? Đấy, tốt nhất là nên ở nhà. Câu A này, he ordered Lan to stay at home during that time, ra lệnh nhé. Câu B này, he warned Lan, cảnh báo Lan. Against, đừng, against ở đây trái trái nghĩa này, đừng có ở nhà tại thời gian này, tức là khuyến khích ra ngoài. Vậy câu B có vẻ ngược nghĩa là sai. He advised Lan, đó là gì? Khuyên Lan to stay at home during that time. Chuẩn đấy, câu C nhá. Thank Lan, cảm ơn bởi vì ở nhà, sai nhá. Đây câu C nhá. Rồi tiếp em. You are not allowed to take photos in the museum. Bạn không được phép chụp ảnh ở trong cái bảo tàng này. Dễ đúng không? You may take photos in the museum, sai. Đấy, cùng nghĩa, bạn có thể chụp ảnh trong bảo tàng. You should take photos in the museum, bạn nên chụp ảnh, sai. You mustn't take photos in the museum, bạn không được phép chụp ảnh ở trong bảo tàng, chuẩn nhớ. Câu C của câu này chuẩn này. You needn't, không cần là sai nhá. Not allowed bằng người mustn't nhá. Ở đây chọn C cho thầy. Rồi chọn C cho thầy nhá. Rồi câu cuối này, câu hai câu cuối này. Combine hai câu lại, viết nối hai câu lại. The film is not perfect. Bộ phim không hoàn hảo. It's abrupt ending spoiler. Hơi khó nhở, từ mới đúng không? Cái gọi là cái kết thúc đột ngột thì làm phá hỏng nó.
ý là gì, bộ phim không được hoàn hảo lắm. Câu này hơi khó một tí nha các bạn nhé, câu hơi khó. The film would be perfect, bộ phim có thể hoàn hảo, if it end abruptly, nên mang nghĩa là gì, nó sẽ hoàn hảo nếu mà nó kết thúc một cách đột ngột. Em bị sai rồi nhá. Câu B này, provided the film ended abruptly, đấy, it would not be perfect. Đấy, thì cái từ provided này, providing này bạn nghĩa là miễn là nhé, mà nghĩa là miễn là cho thầy nhé. Miễn là bộ phim kết thúc đột ngột thì nó sẽ không perfect, thì nó sẽ không được hoàn hảo. Có phải không? Nó có gần nghĩa không? Đấy. Đấy thì nó kiểu như tưởng như là gần nhưng thực ra lại không gần. Đúng không nhỉ? Bởi vì câu chuyện nó nói về là gì? À, bộ phim này nó không hoàn hảo bởi vì cái kết thúc của nó hơi đột ngột. Nhưng bên dưới mình nói là miễn là nó đột ngột thì nó không hoàn hảo. Nó là một cái ý diễn đạt kiểu khác, một ý diễn đạt chung chung, nó không trong tình huống cụ thể nhé. Rồi, unless the film ends abruptly, it won't be perfect. Trừ khi nó kết thúc, đấy, trừ khi nó kết thúc rất đột ngột thì nó sẽ không hoàn hảo. Trừ phi nó kết thúc không đột ngột thì nó sẽ không hoàn hảo. Đấy, rất là vô lý, sai rồi đúng không nhé. Rồi, but for its abrupt ending, the film would be perfect. Ở đây nó là một cái câu đảo nghĩa, đấy, khá là khó. Đấy, nhưng bạn hoàn toàn có thể loại trừ được ba đáp án A, B, C. Có thể chọn sai câu B thôi, nhưng mà không được chọn sai câu A và C nhé. Loại trừ thì bạn chọn đáp án D đấy. Nhưng nếu bạn biết nghĩa nữa và biết cái cách cái cụm này nữa thì tốt hơn và tốt nhất nhé. Đấy, but for something, giống như câu điều kiện loại 3. Nếu không vì cái gì đó, but for something nhé, but for is abrupt ending, không vì cái kết thúc gì đột ngột, the film would be perfect. Đấy, cái the film would be đây chính là cái câu điều kiện thôi. Câu điều kiện giống như cái vế loại 2 đấy nhá, loại 2 nhá. Đấy, cái này có thể vừa dùng vào loại 2 và loại 3 đều được này. Đấy, nhưng mà đây là gì? Đấy, cái vế kết quả đó. Cái vế kết quả thì nó là dùng loại 2 này nhá. Đấy, loại 2 hoặc loại 3 đều được nhá. Đấy, thì ở đây các bạn gì hiểu cho thầy đó là gì? Nếu không vì cái gì đó, đấy, nếu không vì cái gì đó, nó thì ở kết quả có thể hiện tại trong quá khứ nhé. Kết quả ở hiện tại trong quá khứ, nếu một loại 2 thì ở hiện tại, còn trong quá khứ là một cái giả định trái ngược với kết quả trong quá khứ nhé. Thì bộ phim có thể là nó đã rất hoàn hảo rồi, để chọn D cho thầy nhé. Rồi câu cuối hình đấy, mệt không? Nhưng mà gì học được khá là nhiều thứ đúng không nhé. Quan trọng là ghi lại, sau đó có thể là gì từ cái phần mà mình biết rằng là mình không chắc, hoặc là mình không có từ vựng, hoặc là mình không có kiến thức, thì mình ôn lại chính cái phần mình không chắc. Còn những phần mình làm tốt rồi thì mình biết rằng là gì, à, cái phần đấy mình có thể làm được nhé. Lần sau nếu mà có thấy thì hãy nhanh tay làm cái phần đó trước nhé. Rồi câu này này, Olga handed in her exam paper, cô ấy nộp bài kiểm tra, cái giấy kiểm tra đó. She then realized that, cô ấy nhận ra rằng she had missed one question, cô ấy đã bỏ lỡ không làm câu hỏi đó. Rồi câu hai, having realized that she has missed one question, nhận ra rằng cô ấy đã bỏ lỡ một câu hỏi. Ấy, Olga handed in her exam paper, cô ấy đã nộp cái tờ kiểm tra. Thế là hơi bị ngược đúng không nhớ. Sau khi nộp rồi mới nhận ra thì câu A sai đúng không. Not until nghe Olga Olga the head handed in her exam paper. Đấy, câu này hơi khó nhá. Câu này hơi khó nhá các bạn nhé. Đây là cấu trúc đảo này. Not until này. Rồi, cộng với chủ ngữ, cộng động từ này. Đấy. Cho tới khi cô này cô ấy nộp cái bài kiểm tra của ấy. Just she rồi đảo ngữ này bằng trợ động từ này. Cô ấy đã nhận ra rằng she had missed one question. Đấy, cô ấy đã bỏ lỡ một câu hỏi. Câu B này đúng này nhá. Câu C nhá. Had Olga realized that she had missed one question. À, khi một cô này nhận ra cô ấy bị lỡ một câu hỏi thì cô ấy wouldn't hand in, cô ấy không thể nộp bài kiểm tra là sai rồi. Only after, sau khi cô ấy realize that, nhận ra rằng cô ấy bỏ lỡ một câu hỏi. Did she hand her exam paper thì cô này mới nộp bài kiểm tra sai nhé. Sai bởi vì cô ấy nộp xong rồi cô mới nhận ra. Vậy đây đáp án B là đáp án đúng nhé. Để ông nhờ các bạn nhỉ. Đấy thì bài hôm nay thì bài chữa thì đến đây là kết thúc các bạn nhé. Thầy hy vọng rằng là thầy đã mở rộng ra một số cái phần để ôn lại cho các bạn một số cái phần thì giúp cho các bạn có thể hệ thống lại được đấy, một số cái kiến thức và cũng như là các bạn biết được cái trình độ của mình nó đang ở đâu.
nếu một cái phần nào thầy nói các bạn nghe thấy dễ hiểu thì chứng tỏ là các bạn rất là ok cái chỗ kiến thức đó. Còn nếu cái phần nào mà các bạn thấy nó hơi còn mông lung, nó hơi còn khó hiểu hoặc nó khó quá, đấy, thì chứng tỏ rằng là mình cần phải bổ sung thêm đấy, cái kiến thức đó. Nhất là các bài đọc ấy, để mà đọc tốt được các bạn chịu khó đọc báo hoặc đọc các cái bài mẫu như thế này, làm thật nhiều bài vào, cố gắng dịch sang tiếng Việt và ghi chú lại những cái từ vựng đấy. Và quan trọng nhất đó là tra từ điển và học từ vựng, thì tra như thế nào và học từ vựng ra làm sao thì thầy có hết ở trong cái link cẩm nang phát âm và học từ vựng đó, thì các bạn đào về xong các bạn làm nhé. Đấy thì thôi, đấy, chúc cho các bạn là trung học phổ thông này đấy, có cái kế hoạch học tập thật là tốt đấy, thật là sát, và có cái kế hoạch ôn tập giữ gìn sức khỏe đấy, để mà có thể ôn được đấy, cái những cái kiến thức cần thiết và đạt được những kết quả đấy, cao nhất đấy mà các bạn muốn. Nhớ rằng là gì, phải lượng sức nhé. Nếu mà mục tiêu của mình đang là 5 điểm thôi, 6 điểm thôi, 7 điểm thôi, thì mình tập trung vào ôn chắc những cái phần kiến thức mà nó dễ để trong cái phần mà thầy vừa nói. Còn ngoài ra nếu như các bạn gì đạt mục tiêu cao hơn, thì các bạn sau khi các bạn nắm chắc được những phần dễ rồi, bạn tập trung ôn những cái phần khó hơn nhé. Rồi, thầy chào các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn là thành công nhé. Bye bye.